Rồi, bây giờ mình bày ra dễ các bạn ha. Con cua gạch. Đã đang gấp giữa chừng cái điện thoại nó hết bộ nhớ để chép ra đây gặp cái mai gạch đầy sót. Xong một phần của cô gạch đến cái xề, cái càng nó gãy ra nè các bạn, rút ra nè. Rồi bây giờ là cái phần hấp dẫn nhất là mình bỏ sót lên, trang trí lên. Rồi, xong hai phần các bạn ha. Bây giờ tới giờ thưởng thức ha các bạn ha. Con cua gạch, cái xề. Để mình dọn dẹp các bạn rồi mình thưởng thức thôi.